Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Nhầm, bạn nào có nhu cầu mua hàng Liên Quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop ạc hợp tác chính thức với mình. Đường link shop mình để dưới phần mô tả, nên anh em có thể bấm vào mua ạc hoặc thử vận may đầu năm ủng hộ mình nhé. Mua áo Kylie lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Hello mọi người nha, mình là Kylie đây mọi người ơi. Thì là nay mình đọc comment của mọi người ấy. Mọi người có bảo anh Kylie ơi à, em chưa thấy thao tác tay máy tính của anh bao giờ, PC của anh bao giờ, anh làm video thao tác tay PC của anh đi. Alo. Đấy, quả này đỡ anh em ạ. Ok nhá, bây giờ là mình sẽ kiểu như là làm theo yêu cầu của anh em luôn. Wow. Đây em ạ, dàn PC của mình đây. Đó, video này Kelly có một điều ước nhỏ thôi, mọi người giúp Kelly lên 5k comment và 50k like của video này nha. Hi hi, Kelly cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Ok mọi người ơi, thì bây giờ là mình sẽ sâu thao tác tay thôi. Đây là màn hình của mình mọi người ạ. Thì mình sẽ cân 4 nha. Mình sẽ cân 4 quân đoàn cu luôn. Thì đây không có giếng gì nhá mọi người nhá. Mình bảo họ là bắn thoải mái, bắn tự do, kiểu không giếng nhá mọi người. Ok. Ui giời ơi, chưa gì bọn nó dồn vào mình anh em ạ. Đó, trời ơi là trời, nó dồn hết luôn. Nó dồn hướng này hướng nọ luôn đó, nên mình không bắn được anh em ạ. Mình với cả dao này, dao lục, mình không quen bắn lục nữa anh em. Ui giời ơi toàn rồi. Má, bắn người trước xong người sau nó bắn khó chịu quá. Đấy anh em ơi, mình bắn kiểu dạng là mình không kiểu quen múa đâu anh em. Mình bắn kiểu viên nào chắc viên đấy, kiểu mình bắn toàn ke ấy. Nên mình kiểu không quen solo nên có gì anh em thông cảm nhé. Đấy, một gục này. Thằng kia ra đây luôn. Ui giời ơi, má nó lại bắn đằng sau anh em. Mình đã cân 4 rồi xong nó còn bắn kiểu đủ mọi hướng luôn á. Không sao. Làm lại. Và đây là Frosty Kelly. Nốc này. Rồi bây giờ anh em nghe nhạc xem mình bắn nhé. Không bình luận nữa. Mua áo Kylie lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn.
Mua áo Kylie, lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Mua áo Kylie, lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn.
Mua áo Kylie lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn.